trời. Con 13 mớm và cá. Địa điểm khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Bến Lức, Long An. Hai con này bay lúc nào cũng phải zoom. Không zoom là không thấy. Chắc bay mình thấy ổn hơn nhiều rồi, bắt đầu chủ động rồi chứ không có kiểu bị động. Mình vẫn còi thỉnh thoảng các bạn ơi. Mớm nó nghe còi rất là giỏi các bạn, tại từ nhỏ mình đã tập nó cái kiểu đi kiếm bằng còi. Hiện tại 7 giờ hơn chút mấy bạn, ở đây không có gì che cho nó nắng đẹp. Ở đây những hộp có chim trắng, nó có gì trắng các bạn. Nay nó bay thì mình khá yên tâm các bạn. Không có xào quần một điểm quá lâu, xào quần một điểm quá lâu dễ đạp cái khu đó các bạn. Mớm con, cá. Rồi nó đi. Quá sức rồi. Gà trớ cứu rồi đúng không ạ? Quá chịu luôn. Hết rồi, zoom hết rồi các bạn. X6 rồi. Máy mình X6 rồi. Zoom lên 6 lần rồi. Ở đằng có con đường nữa, mình sợ nó lấy tâm làm con đường giống như mình chỗ mình đứng mình thả nó vậy. Còn ổn các bạn ha. Mớm con, cá con. Ok các bạn.
muốn bay các bạn, cũng chưa muốn về. Xe con, xe. Các con, về. Trời ơi, móm con. Móm con. Trời ơi.